Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực man các bạn, man khú nha. Đó, con này mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn không? Gu bật lưng đôi này, chân móng hoàn thiện nè, yếm dậu rồi nghiêm chỉnh nè, xe mặt xe lưng rồi nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm dày cu vậy, đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Đó, con này các bạn tiêu chuẩn đầy đủ các bạn, anh em có thể ương nọc bày đàn được nè các bạn. Sải mặt sải lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, sải mặt sải lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết đó. Sải mặt là chính sái nè, gu là gu bật nè, lưng thẳng đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện các bạn, không có lan giá nha đó. Giái đen, giái đen nha các bạn đó. Gặp được man tay nhỏ này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn, 42 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình. Sẽ mặt nè, sẽ lưng nè, chính xác hết các bạn. Đó, mặt gu nè, lưng thẳng đòn dài, gáy đen. Đó, đít nè, đít tròn quay. Đó, chân móng hoàn thiện, xương cối các bạn. Man tay nhỏ, man tay nhỏ nha các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, con này tướng cực kỳ lực nha các bạn, cực kỳ lực nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Cầm chân cầm xương đồ lớn, xương cối các bạn, xương cối chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, sái tích là nghiêm chỉnh. Con tiếp theo con khú nè các bạn. Đó, sái mặt sái lưng đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng đồ hoàn thiện luôn các bạn. Đó, giấy đen, sái mặt sái lưng đồ là nghiêm chỉnh. Đó, được khú nè, sái mặt sái lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Yếm đi dày cui, yếm đi dày cui các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện các bạn, xương xương cối, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, đòn thì dài. Giá 42 triệu cặp đực man này các bạn, man khú tay nhỏ. Cặp đực man khú tay nhỏ giá 42 triệu các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Con này giấy đen khui các bạn ơi, giấy hai hòn đen khui các bạn, đòn dài gu bật, đòn dài gu bật nha các bạn, đòn dài gu bật, sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Đòn dài gu bật, sái tích là nghiêm chỉnh, chân móng nó hoàn thiện hết các bạn. Giá 42 triệu các bạn, giá 42 triệu các bạn, không lan giá nha. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, đòn dài nè, yếm dây cu nè, dậu nghiêm chỉnh nè, chân móng nó hoàn thiện các bạn. Cặp này cực kỳ đẹp các bạn, cặp man tay nhỏ là cực kỳ đẹp các bạn. Giá 42 triệu các bạn, cặp man tay nhỏ là cực kỳ đẹp, giá 42 triệu các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, lông đuôi một chùm luôn, chân móng sò, xương xương cối đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Cao 1m15 bò nè các bạn, cao 1m15 bò nè, đít là cao 1m2, giữa lưng cao 1m15, đít cao 1m2, sái tích nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, giấy đen cao 1m15 bò, đít cao 1m2, lông đuôi một chùm, sái mặt sái lưng đồ nghiêm chỉnh, sái mặt sái lưng con này cũng nghiêm chỉnh luôn, gu bật luôn các bạn. Đó, anh em thấy luôn, cũng cao 1m15 bò luôn nè các bạn, đít là cao 1m2, giữa lưng cao 1m15, đít cao 1m2, cặp này đồng khích nha luôn các bạn, đều cao 1m15 bò ra ngay giữa lưng và đít là cao 1m2. Giá 42 triệu các bạn, giá 42 triệu cặp đực man tay nhỏ này các bạn. Cực kỳ đẹp các bạn. Đó, các bạn có thể ương nọc bày đàn đồ được nha các bạn. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cặp man tay nhỏ cao 1m15 bò, đôi dây giữa lưng, đít là cao 1m2. Giá 42 triệu các bạn, giá 42 triệu. Đó, cặp đực man khú tay nhỏ nha các bạn.
Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại cặp đực manh khú tay nhỏ có hải ương nọc bày đàn được, chủ báo giá là 42 triệu, cao 1m15 bò nó ngay giữa lưng và đích là cao 1m2. Cảm ơn các bạn theo dõi video.